Con trắng trời gì, gì ta ở gì mà gì bãi viết gắn của dùng bể hay vậy đó, một chút nó đi ra ngoài hết luôn, ta đang bơm đó rồi bây giờ xả ra kìa, vậy bơm nước vô đây làm gì vậy, đang bơm gắn ống gì vô rồi ơi, trời chắc không nổi rồi đó, rồi chừng nó cắn dễ có trứng đó, trứng nó không giữ đó cắn đó, bữa cắn dùng bể hết cái rồi dùng bể mày không biết bắt. Ủa nó đẻ con hay đẻ trứng con, đẻ con nữa, con kia nó đang lột cái vậy, chưa sẵn lột lột á, hải từ qua kề gai ngóc đầu lên, ngóc lên mặt nước cái trời, đang chưa nãy rồi bự lắm, đang cái chui trong đó quá, dưới dưới luôn, cầm cầm lưới ra luôn, không bán này đâu kia, bắt bắt con chắc cái này hơn ký, hơn ký luôn. Làm đồ sẵn chưa ha? Ừ. À, nó ăn cái chê nó đầu đó. Nó bị ngợp nó xuống đầu rồi hai ba con. Kệ đi cho nó lú lú đầu đi rồi chừng nào thôi thớp gần Tết á cái kia con bảy ra. Ủa nãy biết gì đính lên đi ta rút nước. Dạ từ hồi nó đi luôn á. À, hết trơn luôn, sao chiều lên không còn con trong hầm luôn. Chết rồi nó đi quá. Rồi kìa, gà ngốc kìa. Ủa. Thảm sát, thảm sát cái mệt dữ rồi đó. Nước nhiều quá nó ngọt thở. Nó trên cạn mà đâu có nó sạch sạch. Bà có xả không? Nước còn nhóc vậy. Xả đó. Hãy làm tới trên bè này nè. Nó ngót lên nó cho. Gì vậy làm gì vậy? Bơm nước. Bỏ quên đó, để hoài đó. Không mà là mục đích làm gì? Mục đích làm gì? Rồi con này gần chết rồi. Rồi con nó quản. Con này gần chết rồi nè. Rồi. Quán rồi. Bắt ra đi để thôi nó chết, bắt ra làm sống ngon. Y con đó nó bự. Con này nó gần chết thiệt nè, nhìn mắt trắng rồi nè. Nó nó lột. Đẻ luôn này, đẻ thôi. Đẻ. Rồi vô nữa, vô ngoài vô. Rồi tay cái Phương thôi nè. Trứng thần. Kê dính. Động nó bò đi. Ủa hang này uống nuôi kìa. Dựng bẫy nuôi sao mà nó tóc mũng rồi nó bự. Nó càng lớn rồi nó càng bẫy gì? Trơn chăm khó lắm. Lớn rồi lớn không đều nè. Nó bự nhỏ nè. Ăn cá chơi luôn nha. Cá chê cắt cây. Hồi đó ba mới thương á. Bỏ qua đi chăm lưới á, ngoài đồng đó đâu có. Trời ơi ỉa kìa. Ỉa. Trắng tươi đó. Ý, ghê vậy. Làm cái phốt một cái trắng tươi luôn nè thấy không? Đây là đó nó cắn tao lần lần không có cái đường nữa tôi ngon. Cắn rồi nào luôn nó sốc vô trong như nè. Mà chịu đau nó nắm giật mạnh ra. Nó đâu có độc đâu không? Ừ. Con này bự nè con. Con này nó ngược con trắng đó. Ừ. Con trắng nó còn nãy đó. Ôi nó ỉa gì mà trắng tươi vậy? Kệ nó. Thì cứ cái trắng. Ra cục nữa rồi kìa. Nghe con ốc vậy á. Ốc được không? Ba mùi á. Từ lũ đầu giấu cái trời kìa bữa nay. Dạ, ba con chụm lại lũ đầu. Ngọp bé ơi, ngọp. Tôi còn bự rồi, cho nó gần đi. Dạ, hai con rồi. Hai con cầm một nữa. Bảy lại gác kìa vừa thôi, bảy mở quên. Rồi, không còn con nào cũng chữ tôi quá. Mười cặp luôn. Đấy lột đó mới ngóc đầu. Cả ra nhận đầu. Thì con nữa kìa, nó là nằm bà. Kìa cặp bồn nữa kìa, có ba con rồi. Chín con rồi. Ngọt hết rồi. Còn dưới mấy vài con. Lấy oxy. Kìa leo lên. Kìa nó thở xong nó ngồi xuống. Ở trong kia còn nữa. Chứ mỏi mà. Thôi gãy để vậy sống được rồi mà bảy ơi để luôn 13 14 con rồi bảy. 14 con. Lên từ từ rồi đó. Thay bồn quá lố, thay bồn lố tay. Thay thay nước bồn lố tay. 20 con. 14 con bò mắt 6 con. Bò mắt hả? Coi đầu kìa. Ê Vinh ơi mày quay mày thấy chân. Hai con bự nè. Con này nó đen hơn. Thì con đen con trắng á. Nè đằng này nè. Nè. Kìa Phương có thấy rồi luôn á.
nuôi đâu 2-3 năm gì mới được cái lớn. 3 năm hay gì vậy? 3 năm gì vậy? Ta nuôi thì sao có 1 năm mà lên xả được bồn về đây. Nó ỉa nữa rồi Bảy ơi, thay nước nữa. Bồn nước vô nữa. Bồn nước vô mát quá là dở hoài luôn.